Bây giờ hãy cùng cô tìm hiểu cụ thể xem là trong bài ngày hôm nay chúng ta sẽ học về những từ nào nhé. The first one is chicken, beef, fish, pork, rice, noodles, bread, vegetables, milk, orange juice, water, and lemonade. Ở phần mẫu câu, chúng ta sẽ tìm hiểu về những mẫu câu sau. Đầu tiên, what's your favorite food? It's chicken. What's your favorite drink? It's orange juice. Would you like some vegetables? Yes, please, or no, please. Nào, hãy cùng cô tìm hiểu cụ thể xem những từ ngày hôm nay sẽ là gì nhé.